IMF cho rằng CBDC an toàn hơn và rẻ hơn tiền điện tử. Alphabet chính thức niêm yết DaiBitcoin, gọi tắt là DBC. Binance đầu tư 200 triệu đô la vào Forbes, trở thành một trong hai chủ sở hữu lớn nhất. EOS Foundation khởi kiện BlockOne, yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại trị giá 4,1 tỷ USD. Cặp vợ chồng rửa Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD bị bắt. Dự đoán kế hoạch Metaverse của Trung Quốc sẽ không có sự phi tập trung. YouTube và OnlyFans đồng loạt công bố các ý tưởng tích hợp NFT. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hungary kêu gọi cấm khai thác và giao dịch Bitcoin. Thanh Huyền xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình MetaGate News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi, xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Trong khi tận dụng cơ hội khác để chỉ trích tiền điện tử, IMF cho biết CBDC có thể trở thành một lựa chọn an toàn hơn trong thế giới kỹ thuật số. Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương đã trở thành một trong những chủ đề thảo luận phổ biến nhất giữa các cơ quan quản lý tiền tệ khi họ đang cố gắng tìm cách giảm tác động của tiền điện tử tư nhân. Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva tin rằng một CBDC được thiết kế thận trọng có thể cung cấp khả năng phục hồi tốt hơn cho mạng lưới tài chính địa phương, đồng thời giảm chi phí giao dịch. Một sản phẩm kỹ thuật số như vậy sẽ an toàn hơn so với tiền điện tử, vốn không có hậu thuẫn và dễ bay hơi. Tuy nhiên, bà không đề cập đến việc CBDC cũng sẽ có tính tập trung cao hay không khi chúng sẽ được điều hành bởi các ngân hàng trung ương, không giống như Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác không có cơ quan trung ương. Bên cạnh đó, một số quốc gia trên thế giới đã và đang có những bước phát triển đáng kể trong việc tung ra CBDC của riêng mình như Trung Quốc, Thụy Điển, Bahamas, Hàn Quốc, Ấn Độ và Malaysia, trong khi Ấn Độ tin rằng CBDC sẽ củng cố nền kinh tế đất nước và người giàu thứ hai của Nga đã khẳng định CBDC có thể thay thế Bitcoin vì không có tính biến động. Alphabet, một trong những công ty lớn nhất và nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử trên thế giới, đã thông báo DaiBitcoin, gọi tắt là DBC, sẽ sớm được niêm yết trên sàn giao dịch của mình. Alphabet cung cấp cơ hội giao dịch linh hoạt với gần 500 token, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, USDT và sắp tới là DaiBitcoin. Khối lượng trung bình hàng ngày trên nền tảng vượt quá 1 tỷ USD và hơn 28 TBC. Người dùng có thể truy cập nền tảng Alphabet trên toàn cầu thông qua ứng dụng có sẵn trong các phiên bản của Android và iOS. DaiBitcoin là một tập hợp các tài sản kỹ thuật số để hợp nhất nhiều mạng thành một hệ sinh thái kỹ thuật số duy nhất, cho phép người dùng giao tiếp, học hỏi, thanh toán và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Mục đích của nó là thúc đẩy nền kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cách mạng hóa thị trường toàn cầu. Chỉ trong 9 tháng của giai đoạn ICO, DBC đã đạt hơn 30.000 người dùng có mặt tại khoảng 60 quốc gia. Kế hoạch mở rộng của DaiBitcoin được hợp nhất, được đánh giá tốt bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain. Và DBC cũng đã vượt qua cuộc kiểm toán của TechRange, một cơ quan phân tích và kỹ thuật tập trung vào các giải pháp và kiểm toán công nghệ blockchain. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang đầu tư chiến lược 200 triệu đô la vào Forbes, tạp chí và nhà sản xuất kỹ thuật số 104 tuổi. Điều đó sẽ khiến cho Binance trở thành một trong hai chủ sở hữu lớn nhất của Forbes, sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York với mã là FRBS. Trong khi các công ty tiền điện tử đã ra mắt công chúng, gắn thương hiệu vào các đấu trường thể thao và tràn ngập các làn sóng chứng thực của những người nổi tiếng, thì đây là khoản đầu tư lớn đầu tiên của lĩnh vực này vào tài sản truyền thông truyền thống của Hoa Kỳ. Khoản đầu tư từ Binance, một sàn giao dịch được thành lập cách đây chưa đầy 5 năm, là một dấu hiệu cho thấy Changpeng Zhao, là CEO của Binance, tin rằng thế hệ nội dung sẽ là một lĩnh vực phát triển trong Web 3.0. Đây là bước đầu tiên trong một thị trường có tiềm năng thực sự khi áp dụng các công cụ dựa trên Web 3.0. Ngành công nghiệp của chúng ta đã tăng trưởng rất đáng kể và chúng tôi nghĩ rằng sẽ thật sai lầm nếu không bước vào những lĩnh vực đã đến thời điểm chín muồi để đầu tư cơ sở hạ tầng, một nguồn tin cho hay. Cộng đồng EOS đang tiến hành các hành động pháp lý chống lại BlockOne, yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại trị giá 4,1 tỷ USD vì sự cẩu thả và gian lận từ phía BlockOne. Sau đợt ICO của EOS vào cuối năm 2017, trong bài đăng trên blog được đăng tải cùng với quyết định khởi kiện BlockOne, EOS Foundation đã tuyên bố, vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, chúng tôi đã tham gia vào các cuộc đàm phán với BlockOne để cố gắng tìm kiếm giải pháp công bằng và hợp lý. Nhưng BlockOne đã quyết định
từ bỏ các cuộc đàm phán và kết quả là các nhà sản xuất khối EOS đã quyết định đóng băng tất cả các token EOS mà BlockOne kiếm được trong tương lai. Tuy nhiên, đối với nhiều người trong cộng đồng EOS, việc đóng băng token của BlockOne là không đủ. Thế nên, EOS Foundation đã tuyên bố thuê một công ty luật hàng đầu của Canada để điều tra các hành động trong quá khứ của BlockOne và đưa công ty ra tòa. BlockOne là công ty đã giúp EOS tiến hành ICO vào năm 2017, huy động được hơn 4 tỷ USD thông qua việc bán công khai token EOS. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng EOS tin rằng BlockOne chịu trách nhiệm về hiệu suất mờ nhạt của EOS trong 5 năm qua. EOS đạt đỉnh ở mức 22,71 đô vào tháng 4 năm 2018 và đã phải vật lộn để duy trì động lực kể từ đó. Hiện nó đã giảm 88% so với ATH. Vẫn còn quá sớm để xác định liệu EOS Foundation có thành công trong việc khởi kiện BlockOne hay không. Tuy nhiên, động thái này sẽ giúp giảm sức ảnh hưởng của BlockOne đối với EOS, điều mà cộng đồng EOS đang rất hoan nghênh. Bộ Tư pháp Mỹ DOJ đã thông báo bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc rửa tiền ảo và lừa đảo, thu giữ khoản tiền kỷ lục 3,6 tỷ USD Bitcoin. Dutch Lichtenstein, 34 tuổi và vợ là Heather Morgan, 31 tuổi, đã bị bắt tại Manhattan vào sáng ngày 8 tháng 2. Cặp đôi này bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin được đánh cắp từ vụ hack đình đám sàn Bitfinex năm 2016. Vào thời điểm bị đánh cắp, số Bitcoin trị giá 71 triệu USD, nhưng hiện tại chúng đã lên tới 4,5 tỷ USD. Một hacker đột nhập vào Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép, sau đó chuyển số tiền đến ví kỹ thuật số của Lichtenstein. Hơn 1/3 số Bitcoin bị đánh cắp đã được rửa với những cách thức tinh vi như tạo tài khoản với tên giả hay chuyển đổi Bitcoin sang các loại tiền kỹ thuật số khác như Monero. Phần còn lại gồm 94.000 Bitcoin vẫn còn lại ở trong ví. Bitfinex tuyên bố rằng họ sẽ làm việc cùng với các quan chức Mỹ để cố gắng trả lại số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp. Morgan làm những công việc liên quan đến hội họa, thiết kế thời trang và là cây viết cho Forbes và Inc. Ngoài ra, cô cũng là một rapper trên TikTok. Một trong những bài viết gần đây của cô chia sẻ cách bảo vệ doanh nghiệp khỏi tội phạm mạng và có một cuộc phỏng vấn với chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử về cách ngăn chặn gian lận. Lichtenstein tự mô tả mình trên LinkedIn như một nhà đầu tư thiên thần. Anh là thành viên của Y Combinator, nơi đã giúp một loạt các công ty công nghệ khởi nghiệp thành công. Nếu bị kết án, cặp đôi này sẽ nhận mức án là 25 năm tù, trong đó 20 năm tù cho tội rửa tiền và 5 năm tù cho tội lừa đảo. Báo cáo xu hướng năm 2021 của Newzoo Into the Metaverse tuyên bố rằng sự chán ghét tính phi tập trung của Trung Quốc không chắc sẽ là lý do ngăn cản họ tham gia vào Metaverse. Những trải nghiệm có thể rất khác, tương tự như một Internet hoàn toàn khác đằng sau tường lửa vĩ đại của Trung Quốc, Gate Firewall. Phó chủ tịch nghiên cứu của Roundhill Investments, Mario Stefanidis, nói với The Wire of China rằng có vẻ như Trung Quốc sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với xu hướng Web 3. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho Trung Quốc trong việc giám sát sự phát triển của Metaverse địa phương thay vì cho phép người dùng truy cập vào Metaverse toàn cầu và dành một số nguồn lực đáng kể để kiểm duyệt và chặn một số trải nghiệm nhất định. Nhà báo và người sáng lập công ty dữ liệu và trí tuệ công nghệ châu Á China Money Network Nina Sang đã bình luận thêm về sự phân chia sẽ đặc biệt đáng chú ý giữa Metaverse của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong một thông báo giới thiệu cuốn sách mới của mình, Parallel Metaverse, cách Hoa Kỳ, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới định hình các thế giới ảo khác nhau. Khi việc hiện thực hóa Metaverse sẽ diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và công nghệ Mỹ-Trung dai dẳng. Hai mạng xã hội lớn là YouTube và OnlyFans đã lần lượt công bố ý định tiếp nhận công nghệ NFT và ca ngợi tiềm năng của xu hướng Web 3. Tối ngày 10 tháng 2, giám đốc sản xuất của YouTube Neil Mohan đã hé lộ thêm thông tin về những tính năng sẽ được YouTube giới thiệu trong năm nay. Đề cập đến Web 3, Blockchain, Metaverse và NFT, Web 3 giúp mở ra muôn vàn cơ hội cho nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi tin rằng những công nghệ mới như Blockchain và NFT sẽ giúp họ dễ dàng gia tăng tương tác với cộng đồng người đăng ký hơn. Cùng nhau, họ sẽ có thể cộng tác trên những dự án mới và kiếm tiền. Người dùng YouTube có thể NFT hóa video, hình ảnh, các tác phẩm nghệ thuật và kể cả trải nghiệm tương tác để thu hút thêm người theo dõi. Còn về Metaverse, ông Mohan cho biết YouTube đang nghiên cứu các cách để tăng cường trải nghiệm thực tế ảo cho người dùng, cũng như khẳng định khía cạnh đầu tiên mà YouTube sẽ đánh vào là gaming.
song không công bố thêm thông tin cụ thể. Cũng trong tối ngày 10 tháng 2, OnlyFans, nền tảng phân phối nội dung người lớn có tính phí, tuyên bố sẽ cho phép người dùng sử dụng NFT làm ảnh đại diện bằng các NFT đã phát hành trên nền tảng Ethereum, cùng với một logo ETH nhỏ bên cạnh ảnh đại diện để chứng minh là NFT đã được xác thực. CEO OnlyFans là Amy Gan cho biết, mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà sáng tạo nội dung phát huy hết tiềm năng của họ. Tính năng mới này chỉ là bước đầu tiên của chúng tôi để xem NFT có thể đóng vai trò như thế nào với OnlyFans. Trong một cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 2, thống đốc hiện tại của Ngân hàng Trung ương Hungary đã thúc giục đất nước thực hiện một lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử. Ông đã đưa ra một lập luận khá quen thuộc như nhiều nhà phê bình khác, nói rằng chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và đề xuất EU nên có hành động cùng nhau để ngăn chặn xu hướng xây dựng các kim tự tháp tài chính mới và bong bóng tài chính. Các công dân và công ty EU sẽ được phép sở hữu tiền điện tử ở nước ngoài và các cơ quan quản lý sẽ theo dõi lượng nắm giữ của họ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaGate News ngày hôm nay. Khánh Huyên xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGate News vào lúc 20 giờ hàng ngày trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok của MetaGate. Khánh Huyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.